một ngày ở khách sạn của Xuân Như Trang. Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Ok, đã từ rất lâu rồi nhờ, nhưng không có làm vlog nào cho mọi người hết. Thì đợt này Nhi đã trở lại và quay một cái vlog mới đây. Nhưng mà cái địa điểm thì nó cũng khác luôn. Là Nhi sẽ quay ở cái khách sạn mới nhất ở trong game Play Together. Rất là sang trọng luôn nha. Và Nhi chọn cái khung giờ là từ lúc 12 giờ trưa để mà vừa kịp check-in cũng như là nhận phòng luôn. Tôi có đặt một phòng ở đây ạ. Cho hỏi quý khách tên gì ạ? Tên là Xuân Như Trang ạ. Vâng, chị Nhi vui lòng sang khu vực quầy lễ tân. Sẽ có nhân viên hỗ trợ check-in phòng cho chị ngay ạ. Ok, em cảm ơn. Không biết là có ai giống mình không, nhưng mà ngang cái độ tuổi này á, đi đâu mỗi lần mà gặp nhân viên á, mình không biết là nên xưng em hay là chị hay là bạn mình nữa. Nên là nhiều lúc xưng hô nó cứ loạn xì ngầu cả lên ấy. Chào quý khách ạ. Dạ em chào chị. Cho tôi xin chứng minh nhân dân của quý khách để làm thủ tục nhận phòng ạ. Dạ đây ạ. Chị Xuân Nhi Trang đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, chị vui lòng ra tiền sảnh ngồi chờ nhé. Sẽ có nhân viên sắp xếp phòng cho chị ngay. Hành lý thì chị cứ để lại cho bạn nhân viên Bell nhé. Dạ yeah, ok. Anh Bell hả? Anh Bell có phải là cái anh lúc nãy mình hỏi ở cái khu vực lễ tân không? À đây rồi, em gửi hành lý của em ở đây nha. Nhưng mà suy đi tính lại thì hình như kêu em chị anh là kiểu lịch sự thôi sao á. Chứ nhìn mặt mình trẻ măng vậy mà chị cứ kêu là chị Nhi là mình muốn nghi ngờ cái số tuổi của mình luôn á. Nói không biết ngại chứ nhìn mặt mình tưởng đâu học sinh cấp 3 đó chứ. Mà học sinh cấp 3 ở lại lớp mấy năm thì mình không biết nha. Ồ, khách sạn 5 sao có khá khen. Khu vực sảnh chờ mà có sofa đồ nữa nè. Ủa mà khách sạn nào không có sofa má? Nói gì vậy? Không, nhưng mà sang thiệt nha. Để đo được cấp độ sang trọng của khách sạn thì mọi người hãy nhìn cái đèn trần. Tiền không là tiền đó. Ngoài ra thêm một đặc điểm nhận dạng nữa là những cái khách sạn lớn sẽ có một cái cây đàn piano đặt ngay giữa tiền sảnh. Như cái khách sạn này nè. Nhưng mình nói trước là bạn nào biết đàn rồi hãy tới gần nha. Chứ tới rồi ngồi vô mà không biết đàn thì người ta cười chết. Phòng mình đã được sắp xếp xong rồi ạ. Mình có thể lên nhận phòng rồi đấy ạ. Dạ dạ ok chị. Chị mà ráng chuẩn bị lâu hơn xíu nữa là em đàn xong cái bài này rồi. Hay là do mình đàn khó nghe quá nên là chị nhắc khéo ta. Mà sao như vậy được? Mình phát nhạc sẵn của nghệ sĩ chuyên nghiệp lên mà sao khó nghe được, đúng không? Xuyệt, cái này là bí mật nha. Ơ, hành lý mình vẫn còn ở đây mà. Chị ơi, hành lý của em thì sao ạ? Dạ, sẽ có nhân viên đem hành lý của quý khách lên sau ạ. À, dạ rồi, em cảm ơn. Lâu rồi mình không có đi du lịch, mình không nhớ lắm. Nhưng mà tại sao mình cứ nhớ là người ta sẽ đem hành lý lên trước rồi mình lên sau ta? Nhưng mà không sao, lên trước hay lên sau thì cũng không khác nhau là bao. Ủa nhưng mà cái lạ nha, cái khách sạn này nó rất là nhiều tầng lầu ý. Mà nó chỉ có 2 nút bấm thôi. Mình nghe đâu là hình như nó mới khai trương, nó kiểu đang mở dịch vụ chạy thử thôi, chứ nó chưa đi vào hoạt động chính. Thành ra là mình được mời trải nghiệm trước á. Ủa nhưng mà khoan, rồi mình ở phòng bao nhiêu? Loay hoay một hồi rồi quên hỏi mất tiêu rồi. Lại mất công chạy xuống hỏi nữa. May là mình ở tầng 2 đó nha. Giả sử như mà khách sạn nó mở tới tầng 20 đi, là coi như quên chìa khóa là mình nằm trên đó luôn, khỏi xuống. Nằm ở ngoài hành lang cũng được, khỏi lấy phòng. Dạ chị ơi, em chưa có lấy cái khóa phòng á. Dạ, mã phòng thì đã được gửi đến điện thoại di động của quý khách khi mà quý khách check in rồi ấy, bao gồm cả mật mã phòng nữa. À, thì ra là vậy. Em làng quá à. Ok, em cảm ơn chị nha. Dạ, không có gì. Chúc quý khách có một trải nghiệm tuyệt vời ở khách sạn của chúng tôi ạ. Dạ ok chị, bye bye chị nha. Trời hú hồn. Tưởng chị nghiêm chỉnh chứ té ra chị cũng vui vẻ lắm mọi người à. Phải tay chào đường này kia nữa. Thật ra thường thường mà mọi người thấy nhân viên họ nghiêm chỉnh là do công việc của người ta thôi, chứ họ cũng là giống mình à, thành ra họ cũng có nhiều lúc vui vẻ với nhau giống mình lắm. Mà nói chắc mọi người không để ý chứ hồi nãy giờ quằn để lên được cái phòng khách sạn cũng mất 1 tiếng đồng hồ đó mọi người. Mới kiểm tra điện thoại xong thì thấy mình ở phòng 201. Ủa phòng này hả? Cửa tự động luôn nè. Rồi nó nhận diện khuôn mặt cái là nhận diện thẻ phòng từ xa vậy. Wow, cách bố trí căn phòng nó rất là giống một cái phòng khách sạn nha.
thì nó là một cái phòng khách sạn mà Nhi. Nhi nói gì vậy? À, cái áo choàng này nè mọi người. Mỗi lần mà đi khách sạn mà tôi thấy chỗ nào mà có để sẵn mấy cái áo choàng này á, tôi hay mặc vô làm công chúa lắm luôn á. Không biết có ai giống tôi không ha? Không, có mỗi Nhi khùng vậy thôi á Nhi. Oh wow, có sofa dài nữa nè mọi người. Giả sử như mà đi cùng với bạn mà bạn khó chịu quá, cho nó qua đây nằm ngủ chơi. Bên này còn có đồ ăn, thức uống chuẩn bị sẵn trong tủ cà phê đồ này kia nữa nè. Và bên này là một cái tivi siêu lớn. Trời ơi, ngồi coi phim là nhức nách luôn nha. Oh wow, tủ áo quần còn có két sắt nữa. Này để mà cất giữ tiền với là đồ quý đó mà mình làm gì có tiền. Khách sạn đánh giá cao mình quá rồi. Trời ơi, thế gì chích liền á. Ừ, chắc hẳn đây là bà dành cho những người bận rộn. Họ phải đem theo laptop để mà làm việc tại khách sạn. Nhưng mà ai chứ không phải Nhi nha. Nhi rảnh thay mồ luôn á. Ồ, cái đệm này êm hơn cái đệm nhà mình. Lát chắc phải xuống hỏi chị nhân viên inter quá. Mua về xài chứ dạo này mình khó ngủ à. Ngày ngủ có được 10 tiếng à. Trời ơi, cái phòng vệ sinh nó giống cái nhà vệ sinh mình lắm luôn á. Giống cái gì mọi người biết không? Giống cái nước đó. Ừ, giống cái nước chảy ra từ vòi đó. Chứ nghĩ sao mà giống má 19150 luôn á. Xin phép được kiện nha. Mọi người nhìn cái nội thất của phòng khách sạn, rồi mọi người nhìn lại cái nội thất mà mình mua được ở nhà đi. Kiểu như game họ phân biệt hay sao á. Họ không cho mình mua mấy cái này. Họ nghĩ mình không có tiền hả? Mà thật ra là không có tiền thiệt. Ủa, ai kêu cửa vậy? Hành lý của quý khách đây ạ. Trời mét không? Dạ em cảm ơn ạ. Trời, nói gì mà to vậy trời, tưởng đâu nạt mình không á chứ. Ủa, tủ đồ đâu bên đó má? Chua già mà lẩm cẩm ơi. Ok, đợi người ta đưa hành lý lên cũng xong rồi, tham quan phòng cũng xong luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi tắm một xíu, nghỉ ngơi rồi chiều mình đi quẩy tiếp nha. Là con gái thì khi nào đi tắm cũng tốn khá nhiều thời gian đúng không mọi người? Đầu tiên là chúng ta phải tẩy trang nè. Dù mọi người chỉ bôi kem chống nắng hay là mọi người trang điểm đậm thì cái việc tẩy trang cũng rất là cần thiết nha. Sau khi mà tẩy trang thì mình sẽ vào cái bồn tắm đứng ở cái phòng tắm chứ, để mà mình xả hết cái phần bụi bẩn trên người. Lúc đó thì mình mới đủ tự tin để bước vào bồn tắm lận. Không biết là hồi nhỏ mọi người có chơi trò này không, nhưng mà mình hay hụt xuống nước rồi thổi bong bóng lắm. Và nếu mà ngâm bồn tắm thì mình còn hay xem tivi nữa. Thường mà đi tắm xong á là mình hay buồn ngủ lắm. Vậy nên trước khi đi ngủ thì mình muốn bôi một chút kem dưỡng ẩm để cho da dẻ nó đẹp hơn. Cái bàn này người ta dùng để làm việc, mặc qua tay tôi là thành cái bàn trang điểm luôn rồi. Mà nói đi ngủ mọi người lại tưởng trời tối rồi. Thật ra là mình ngủ trưa một chút thôi, rồi lát nữa mình là dậy quẩy tiếp nha. Nhưng mà ngủ trưa vào lúc 3 giờ chiều. Trước khi đi ngủ thì đợi tôi kiếm cái gì nó ăn lót bụng tạm nha, chứ trưa giờ hơi đói. Để xem, trong tủ có bánh nè mọi người. Cúc cây đúng loại tôi thích luôn. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng nha. Ủa trời trời, nó ăn một miếng mà thành ra hai miếng luôn. Nhỏ Nhi này lương lẹo dữ. Sau khi ăn hương ăn hoa và không no được tí nào thì mình quyết định là sẽ đi đánh một giấc ngủ trưa nha. Nói tới ngủ trưa thì mình lại nhớ cái bài: từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng, người đã đi qua những lời em kể. Này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chuông. Ok, và sau khi sạch sẽ thơm tho mắt chữ O miệng chữ A thì mình quyết định make up xương xương để đi giải đầm. Những cái tướng bảo ổng qua ẻo về là biết xương xương cỡ nào rồi ha. Mà có ai đi giải đầm ăn mặc kỳ lạ như tôi không? Kính cổng cao tường đàng hoàng nha. Nói mọi người chơi thôi chứ thật ra ai mà đi giải đầm giờ này. Mới có 4 giờ chiều à. Giờ này thì cái bar nào mở cho mọi người đi giải. Mà tôi định mở cái két sắt ra nhét tiền vô mà chợt nhận ra mình không có tiền, cái đi ra khỏi phòng luôn. Mọi người đừng hỏi tôi tại sao không khóa phòng nha. Tại trừ tôi ra thì trong phòng không có gì giá trị hết đó mọi người. Cuối cùng là mọi người đã đoán được tôi đi đâu chưa? Nãy giờ tôi chưa nói lời nào, chưa tiết lộ lời nào hết nha. Mọi người chưa đoán được đúng không? Đã vậy tôi cứ từ từ để mọi người tò mò chơi. Tính đi cầu thang một cho nó lâu hơn đó. Mà cái khách sạn này nó sang quá, nó chỉ có cầu thang máy thôi à. Rồi giờ mọi người nghe tôi hỏi nhân viên bell một cái là mọi người biết tôi đi đâu liền nè. Anh ơi, cho em hỏi spa nằm ở đâu vậy ạ? Khu vực cung cấp dịch vụ spa nằm phía bên phải của khách sạn ạ. Dạ em cảm ơn. Đúng rồi đó, tôi nghe đồn cái dịch vụ spa của khách sạn này là đỉnh của đỉnh. Mà tới đây thuê phòng rồi không lẽ không trải nghiệm đúng không? Chà, sang trọng hen. Thật ra từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Nhi có bao giờ đi spa đâu mà biết. Tại đó có nhiều tiền, bữa nay hết tiền rồi mới đi nè. Thôi thôi, để tôi vô đăng ký dịch vụ spa cho chị bé này đã nha.
Dạ em chào chị. Dạ em muốn sử dụng cái dịch vụ spa của khách sạn mình á. À dạ vâng, quý khách vui lòng cho mình kiểm tra thẻ phòng nhé. À để em xíu, đây ạ. Vâng, mình xác nhận được rồi, quý khách vui lòng sang phòng bên tay trái để thay đồ nhé. Mình sẽ cho chuyên viên qua hỗ trợ quý khách ngay ạ. Bên tay trái hả chị? Dạ rồi em cảm ơn. Cái khách sạn này thuê thì giá nó hơi cao một chút nhưng mà bù lại dịch vụ khá là ok. Nhưng mà dù có ok hay không ok thì cũng ráng sống trong nhung lụa 1-2 ngày nữa. Cuối tháng ăn mì tôm nha, chứ hết tiền rồi. Nhi nó ngược đời mọi người ha. Thấy hết tiền mà không thấy buồn chút nào hết. Mà mắc gì chúng ta phải buồn, chúng ta không nên buồn. Và không có gì phải buồn, buồn thì buồn một chút xíu thôi. Chứ không phải đến nỗi mà buồn hoài. Nghèo hoài thì được. Trời nghe Nhi nói hết hồn phải nhảy ra. Mà tái máy cho hung vô nha. Lát lỡ nhân viên họ đưa cho cái bill tính tiền dịch vụ thêm là ở đó quét rác cho tới cuối đời nha. Chứ không có ai chuột nổi bạn về nhà đâu nha. Chào quý khách đi theo mình nha. Oh wow, giọng chị này thánh thoát hơn chị Mở Mi nữa. Hay là do giọng mình trầm ấm quá nên là thấy ai cũng giọng cao thôi. Ở đây ạ. Ờ chắc vậy rồi. Không ai mà có giọng man như tôi á. Nghe giọng mà không nhìn mặt tưởng đâu nam không chứ. Oh wow. Wow. Cái khách sạn này làm mình bất ngờ từ cái này sang cái khác nha. Tưởng không đẹp mà té ra đẹp không tưởng nha. Quý khách nằm lên đây nhé. Ồ dạ, giờ chị vẽ em làm gì em cũng làm hết á. Em xin trao tấm thân này cho chị mần gì thì mần. Chị chê nha em. Mần đây là mần massage đó, là ý là massage đó chứ không phải kêu mần gì mần đem tôi ra đi bán chợ đâu nha. Ủa nhưng mà mọi người ở đây có biết từ mần có nghĩa là làm không? Không biết là dở sổ ra ghi vô liền nha. Vài bữa kiểm tra lại mà không có biết là bossy nè. Ờ wow, cái tướng chị chạy giống em chơi lò cò á. Xong cái chị trét cái chất gì lên người mình kiểu nhờn nhờn mát mát á mọi người. Ờ wow, cái phương pháp ở đây lạ quá ha. Trời, mới đi đánh nhau về. Chị massage cho em mà tưởng đâu quấn em chứ. Xong rồi thưa quý khách. Ồ, em chờ cái giây phút này lâu lắm rồi. Em xin phép được trải nghiệm cái dịch vụ này duy nhất một lần trong đời nha. Chứ lần sau mà còn tiếp tục là em thấy trận chiến không có hồi kết luôn đó. Rửa cái mặt xong thì em thấy tỉnh táo hơn một xíu rồi đó. Nhưng mà cho em ngồi nghỉ xíu nha. Chắc là chị ý tưởng mình là cái gối đem đi giặt á. Hơi trẹo xương sống một xíu chứ không có là nhiều. Ủa sao chị đó qua đây chi nữa vậy? Không em không có nhu cầu thử lại đâu nhiên. À quý khách ơi, ở cuối khu vực spa là có hồ ngâm với cả phòng xông hơi. Toàn bộ dịch vụ là miễn phí. Nếu thích thì quý khách có thể tự trải nghiệm nhé. À dạ ok em sẽ thử. Kiểu nhân viên ở đây ai cũng nhiệt tình quá hen. Giới thiệu từ cái dịch vụ này sang cái dịch vụ khác. Người ta không sợ lỗ hết ta. Nhi chỉ nên lo cho Nhi thôi. Chứ Nhi nghĩ với cái khách sạn 5 sao như thế này thì chủ của họ có lỗ được không? Nhi đoán là không. Ừ, Nhi đoán đúng rồi đó. Oh wow, mình lại đọc thoại nội tâm nữa rồi. Không có tự kỷ nhiều hết. Oh wow. Oh má ơi, sao giờ tôi mới biết cái khu này? Không nhờ chị bé chỉ là tôi cũng không tới đâu nha. Trời ơi, khu gì mà sang xịn mình. Ui, suối nước nóng đó chứ. À đâu phải suối, hồ nước nóng thôi. Ấm quá à. Ban đầu nhìn qua tưởng đâu là cái đài phun nước mà không thấy cái vòi nước là nghi rồi. Trời ơi, bên này còn có cái chỗ ngồi để mà ngâm nữa nè. Dành cho những người lùn giống mình á, 3m bẻ đôi. Nhắc tới 3m bẻ đôi mọi người có biết cái bài mà tình yêu của anh thật nhỏ nhoi, cô gái xinh xắn với 3m bẻ đôi. Mọi thứ sẽ là ở tương đối và theo anh style như vậy là tuyệt vời. Câu trả lời là anh không cần biết, vì đối với anh là đâu có cần thiết. Vì chân dài ngắn với anh khác gì đâu. Em như vậy đã đủ làm anh u sầu. Trời xanh chân ngắn, em có làm sao? Em chẳng xô đâu mà em rất tự hào. Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà. Bao nhiêu người cao cao cũng chào em. Đúng rồi đó, mấy bạn nấm lùn giống mình là đừng có tự ti về chiều cao nha. Nấm lùn cũng có giá của nấm lùn lắm đó. Trời ơi, nói một hồi mà quên nói mọi người là vô đây nóng quá nên là chị không nổi cái đi ra nè. Nhưng mà công nhận là rất là xịn sò nha. Khách sạn ở Việt Nam mà không khác gì ở bên Hàn Quốc luôn á. Ơ, đây là phòng gì thế ạ? À đây là phòng có hồ nước nóng giống ngoài kia, nhưng mà là phòng riêng tư, phòng VIP ấy, có trả phí nhá. À vậy em có thể tham quan không ạ? Ok vẫn được nhá. Như tôi nói ở ban đầu đó, đã chơi là phải chơi cho hết. Không có được bỏ sót cái khu nào hết á. À thì ra phòng này là nó có cái bể nước nóng riêng. Nhưng mà theo cái đánh giá khách quan của mình, à chủ quan của mình chứ, thì mình thấy cái hồ ngoài kia nó xịn hơn á, nó bự hơn mà. Bự thì bơi sẽ thoải mái hơn. Chứ có điều là nó không có cái sự riêng tư thôi. Kiểu như là sẽ dùng chung với nhiều người á. Chứ cái hồ trong phòng này thì chỉ ngâm thôi chứ làm sao mà bơi được. Xin phép chê nha. Đó là cái câu nói của những người không có tiền thường nói đó. Ừ, chiều giờ mình tắm cũng hơi nhiều đó.
nớt hết cả người, không khéo lại thành con cá mắc cạn. Thôi đi thay đồ lẹ nè, mà đi ăn tối. Nghèo thì có thể nghèo nhưng mà đói thì không thể đói được. Nãy giờ suy nghĩ vẫn không biết là nên ăn cái gì. Trong cái khách sạn bự như thế này mà không có một cái nhà hàng nào hết. Dịch vụ spa thì rất ok mà không có nhà hàng ăn. Không lẽ giờ đi khách sạn mình order đồ ăn tới hả? Có kỳ lắm không? Không, người ta không thấy kỳ đâu, nhưng mà mình thấy kỳ, thế nên là mình đã quyết định là mình sẽ ra đi ăn ngoài. Mặc dù là làm vlog trong khách sạn đó, nhưng mà phải cho người ta ăn chứ đúng không? Không lẽ giờ chế mì tôm ăn hả? Buổi tối mà ăn mì tôm, nổi mùng chết. Mì tôm là dành cho buổi khuya nha. Chắc hẳn là mọi người đang thắc mắc tại sao mình lại không ra khỏi khách sạn và đi ăn luôn mà lại trở lên phòng. Thì là vì outfit nó không hợp để đi ăn mọi người. Mọi người nghĩ là chỉ có cái chỗ nào có người mới cần làm đẹp thôi hả? Để từ từ mình thay đôi dép đã. Không, mọi người phải đẹp mọi lúc mọi nơi cho mình. Bây giờ ví dụ nha, mọi người ăn bận đàng hoàng ra ngoài đường, vô tình gặp một người nào đó, người ta sẽ nói là wow, cái cô gái đó độc thân mà xinh đẹp nhờ. Còn không, nếu như mọi người đi với bồ thì người ta cũng sẽ khen là wow, cái cô gái đó vừa xinh đẹp mà vừa có bồ nữa. Đấy, mọi người thấy lợi chưa? Kiểu gì thì cũng cần phải đẹp. Vậy nên là bây giờ mình sẽ chọn một cái bộ đồ đi ăn tối thiệt là dịu dàng với là đáng yêu nha. Đợi mình xíu. Wow, trời wow, nhìn bộ này mà đứa nào kêu dịu dàng tôi chết liền á. Nhưng mà không không, chừng nào chưa đủ dịu dàng đâu, chỉ là mới cái outfit thôi. Mình cần đi make up một xíu cho nó dịu dàng hơn. Nghe đồn là dạo này đang nổi cái kiểu make up kiểu hiền thục mà phải không? Trời trời, phải bắt trend liền. Đấy, bây giờ mình sẽ make up kiểu dịu dàng nữ tính hiền thục nha. Ta-da! Có lẽ là mình không nên thu âm gì thêm. Nhỏ mắt Xuân Nhi này nó giống như là nó kiểu thấy mình nói gì là nó đi ngược lại hay sao mọi người ha. Nhìn cái tướng nhìn rất là hiền thục nha. Nhìn cái trai bỏ chạy liền. Xin lỗi à, cá tính mạnh mẽ đang là mốt nha. Nhi lầm rồi. Ý mà khoan, mọi người có thấy gì lạ không? Nhỏ Nhi nó mang lộ cái dép của khách sạn ra ngoài rồi kìa. Ê, Nhi ơi, khoan xuống đã. Đi đổi dép đi. Không lẽ định mang dép đó ra ngoài đường thiệt hả? Rồi xong. Nhỏ nó mang dép đó ra ngoài đường thiệt đó mọi người. Mất mấy chục phút để chọn cái bộ đồ, mất thêm mấy chục phút nữa để make up mà chọn đôi dép đó ra đường đó. Nhi cũng không biết nói sao luôn á. Khách sạn của mình có dịch vụ thuê xe máy không anh? Dạ có thưa quý khách. Quý khách muốn thuê bao nhiêu chiếc ạ? Trời, anh trêu mình hay gì trời? Anh không thấy em đi mình ên đây hả? Dạ cho em thuê một chiếc thôi anh. Quý khách cần ngay bây giờ phải không ạ? Quý khách hãy đi ra phía ngoài khách sạn, phía bên tay trái có khu cho thuê xe máy tự động. Quý khách chỉ cần quẹt mã của phòng mình là xong ạ. À dạ ok, em biết rồi, cảm ơn anh nha. Chắc anh nhân viên ảnh đang nghĩ là nhỏ này đi khách sạn cũng một mình, đi ăn cũng một mình, cô đơn quá hen. Nhưng mà không anh, em là độc thân vui tính. Nhìn mặt cái là biết vui liền. Nhìn mặt em cái miệng chậu quạo vậy chứ thực ra là tâm hồn em đang vui lắm. Ai nói gì em là em mắng thôi à. Phía bên tay trái, bên trái là bên này. Nhiều người hay bị nhầm lẫn giữa bên trái và bên phải lắm nha. Mình thì thỉnh thoảng thôi. Mình thì bị cái bệnh mù đường chứ cũng không có mù hướng. Mà đi qua chỗ khách sạn này nó hơi xa nhà xíu, tự đi xe cũng hơi rén nha. Làm giống như là cái khách sạn này nó ưng tôi cháy từ trong ngõ ra ngoài hẻm hay sao ta? Không có cái xe nào bớt cháy hơn hả? Đi trên đường người ta nhìn vô người ta tưởng racing girl đó chứ. Nhưng mà thôi kệ đi, đói bụng quá rồi. À quên, phải đội mũ bảo hiểm vô đã chứ. Ok, get go. Mà người ta nói người nghèo thường hay xui lắm. Mới đi ra cái là thấy xe nó đẩy chậm là biết hết xăng rồi nè. May là xăng đang giảm đó, chứ nó đắt như hồi trước rồi. Thôi em order về ăn chứ em không có nhu cầu đi ăn nữa. À ha, đầy bình, bây giờ đi trái phố thôi. Quýnh quýnh. Rồi Nhi có biết đường không mà chạy mạnh tay thế Nhi? Rõ ràng là không biết rồi. Đang chạy theo quán tính mà. Dòng đời xô đẩy em tới đâu, em tới đó. Và ông chủ ông thương, ông đẩy em tạt ngang qua cái tòa nhà gì Benny Venice gì nè. Nhìn bên ngoài cũng sang đó. Thôi vào đây ăn cũng được ha. Cùng lắm không có tiền trả cho người ta thì mình rửa chén chứ có gì đâu đúng không? Mà ban đầu nhìn từ xa thấy quán này nhỏ mới tính vô ăn. Bây giờ tới gần thấy nó to quá nè. Đang suy nghĩ không biết có nên vô ăn không đây. Em nói hết tiền là em nói xạo, chứ em nói em nghèo là em nói thật có mọi người. Thôi thì ráng chứ biết làm sao giờ. Chơi là một ngày ở khách sạn sang trọng mà không lẽ ăn quán lề đường. Ô chô choa mày mi ơi, ráng mà hắn đẹp rất hè. Má ơi, nhìn cái tòa nhà này là mình thấy lo sợ cho cái bắp tiền của mình rồi đó. Giờ không lẽ đi ra người ta đánh giá chết. Thôi thì bây giờ lại hỏi cái chị bé này ở đây có gì ngon không nè. Chị bé ơi, chị bé có biết ở đây có gì ngon không ạ? Ở đây hả? Ở đây có chị ngon nè em. Bà này bị gì vậy trời? Dạ, ngoài chị ra thì sao? Ngoài chị ra thì chị không biết. Chị đứng trước cái menu này nó cũng được 30 phút rồi. À, dạ, vậy thôi em cảm ơn. Thiệt sự nhìn cái trung tâm vắng hoe mà thấy bà đứng đó là tôi đã nghi rồi chứ phải. Thôi thì ghé tạm cái quán burger trước mặt này xem thử có món gì khác nữa không. Chào em,
ở đây chỉ bán burger, không bán mơ em. Gì vậy trời, khẩu hiệu mới của hãng hả? Chắc quớt vậy, nhưng mà em xin góp ý chân thành nha. Là để tiệm có nhiều khách hơn, hãng nên bán thêm những cái món đi kèm, ví dụ như là khoai tây chiên hay là hot dog gì đó, để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn đó. Kinh nghiệm xương máu của người 23 năm chưa từng kinh doanh gì luôn á nha. Anh có thể làm theo nhé, có lúc hữu ích, có lúc không. Nếu không thì cũng xin đừng tìm kiếm em nha. Ai biểu anh nghe lời em chị? Oh wow, chị bé còn đứng đây luôn chị bé. Rồi chừng nào chị mới lựa được món ăn. Thôi em đi trước nha. Ở kia có thêm chị bé nữa kìa. Để lại hỏi xem thử có gì ở đây ngon nha. Oh wow, người trong tòa nhà này không ai bình thường hết á. Hay là chiêu trò marketing của họ nhỉ? Nếu mà là chiêu trò marketing thì em không đánh giá cao cách quảng bá này lắm nhé. Chủ tòa nhà nên xem xét lại. Cứ như này tòa nhà tụi anh dẹp sớm thôi. Thế ở bên ngoài có trưng bày rượu em định mua chai về uống cho tỉnh ngủ, mà sao ở trong chỉ bán nước cam thôi vậy? Kỳ ghê. Hay là lại kêu vì sức khỏe của người tiêu dùng? Ăn vỡ quá nha. Thôi để em mua thêm bịch bánh nè. Chứ cái bao tử khổng lồ của em, một cái bánh burger không có đủ mọi người ạ. Thôi đi tính tiền thôi, chừng đó được rồi. Làm gì có tiền mà mua cho nhiều. Chị ơi, tính tiền cái này giúp em với. Hình như chị chê mình mua ít thì phải. Tính tiền mà không thấy nói tiếng nào. Chị tưởng em không có tiền chứ gì. Thì chị tưởng đúng rồi đó. Chị nói hết tiền mà thấy tiệm mỹ phẩm cũng xà vô xem ha. Như chỉ ghé mua xem thôi chứ như không có mua đâu. Chị ơi, ở đây có bán cái mỹ phẩm gì đánh bay cái nít của em không chị? Give yourself a makeover. Gì vậy trời, con dấu tiếng Anh mà trời. Gì over, hãng mỹ phẩm hả? À dạ, cho em thử loại đó cũng được. Come to Bonnyland to make a deposit. Vậy thôi để em tự vô xem. Em tự xem xong tự chốt tự hốt nha. Chứ nghe chị nói một hồi là em tẩu hỏa nhập ma luôn á. Chà, ở đây có nhiều mỹ phẩm đẹp quá ta. Nè rồi son nè. Bên này còn có phấn má nè, mascara. Bên kia thì có kem nền, chì kẻ mày, eyeliner. Tôi cảm thấy là bóc tiền của tôi giờ mới thực sự bị uy hiếp nè. Có cái kem này xịn nè, để thử nha. Trẻ thiệt nè trời. Nói chục tuổi hơi lố chứ nhìn cũng giống như mấy em 18 trăng tròn hay là 17 bẻ gãy sừng trâu rồi đó. Để cởi nốt cái kính nè. Hết hồn chưa? Mặc dù lúc nãy chị Lễ Tân chị nói xì xào tiếng Anh gì mình không có hiểu, nhưng mà dù sao thì chắc chị cũng giới thiệu cho mình mấy cái sản phẩm trong này á, để mình ra mình cảm ơn đó nha. Chị ơi, cái này công hiệu thực sự. Cảm ơn chị đã giới thiệu cho em nha. Để em vô em mua chục cây xài dần nha chị. Mình có cảm giác là mình với chị kiểu mạnh ai nấy nói á, không hiểu ngôn ngữ của nhau mà cứ nói đại vậy à. Ủa, cái quầy này nó tự tính tiền hả? Để mình tính tiền đã nha. Ủa Nhi, nghe nói là em chỉ vào xem thôi mà, sao ra chốt chục cây rồi? Dạ, vũ trụ gửi tín hiệu cho em cũng không biết gì đâu. Tính ngang đây tiêu xương xương mấy chục củ là muốn về rồi đó. Nhưng mà thôi, để đi lên tầng 2 kiếm cái gì ăn thêm. Chứ lúc này ăn có 2 cái bánh burger rồi, đâu có no được đâu. Giờ mới đi kiếm thiệt phải ăn thiệt nè. Ủa chứ nãy giờ ăn giả hả Nhi? Mà hình như là ở trong này nó không bán đồ mặn mọi người ạ. Trời ơi, ở đây có quán bánh ngọt nè. Quán siêu xịn nha, hơi bị rộng luôn á. Từ từ để gửi chị bé nhân viên cái túi đồ đã. Giờ rảnh hai tay mới đi gấp bánh được chứ. Bánh ơi, chị tới đây. Chưa ai nói với mọi người là mình bị cuồng bánh đúng không? Bánh ngọt, bánh mặn, đủ thể loại cái gì mình cũng mê hết á. Mà ở đây trời ơi, 7-7-4-9 loại luôn. Tha hồ mà lựa nha. Đi nghỉ dưỡng mà ăn cho cố vô. Về cái người ta hỏi, ủa sao bữa nay Nhi mập vậy thì đừng bảo xa xôi nha. Giờ em mập là do cái số em đó mọi người, số bắt ăn á. Chứ em đâu có muốn đâu. Em nói thiệt, đây nè, em mới bắt chợt cái bánh cà rốt, em đâu có muốn ăn đâu, mà tại màu nó dễ thương nên là em mới bỡ thử một miếng thôi nè. Một miếng thôi nha mọi người. Cái đi sang cái quầy bánh scone, thấy cái bánh una u nấn như cái bánh bao, cũng chốt hàng cái. Rồi đi qua bánh này gặp bánh su kem. Trời ơi, su kem là niềm đam mê bất tận của em luôn á, nên là em lấy có một cái chứ mấy. Nãy giờ có nghe miếng rồi nghe cái rồi mấy cái rồi Nhi. Dạ em không có đếm được, nhưng mà em phải tiếp tục nè. Em toàn mua cái có lý không á. Ví dụ nha, sáng ngày mai em nghĩ là ở khách sạn vậy cũng không có gì ăn đâu, tại đâu có cái nhà hàng nào đâu, thành ra em phải mua một ổ bánh mì nè. Ổ dài vậy thôi chứ nó đâu có nhân bên trong đâu, ăn với sữa một ổ đâu có đủ. Thành ra là em đã nghĩ là mình phải kêu thêm một cái bánh gì đấy đó. Xong em tìm thấy cái bánh mì bơ tỏi. Trời ơi, bánh mì bơ tỏi là hot trend một thời nha. Các em chốt đơn một cái luôn. Ngang đây thì em vẫn chưa biết là buổi sáng có đủ món chưa nha, nhưng mà em đi ngang qua cái quầy bánh ngọt lúc đi về á, thì đó em thấy một cái bánh sô cô la nó cũng hơi ngon xíu. Các em chốt đơn thêm miếng nữa chứ có nhiều đâu. Em tính là thôi rồi đó, nhưng mà sợ sáng mai ăn thiếu nên là em hoành lại cái quầy bánh mì lấy thêm một cái bánh mì sandwich nữa, mai ăn kèm với mayonnaise với lại cà chua, ngon nhất cái nách.
Dạ, em mua xương xương vậy thôi chị. Chị bé nhân viên đang vừa tính tiền chắc vừa đang nghĩ. Con nhỏ này người bé có tí xíu mà ăn nhiều như quỷ. Do gặp cái quán này toàn bán em thích chứ ở nhà em không có ăn nhiều vậy đâu. Em ăn có gấp đôi à. Bởi vậy 18 tuổi là ba má em cho ra ở riêng rồi đó. Chứ tưởng đâu cái thùng gạo ở nhà bị thủng. Thôi ôi, tính về rồi mà tự nhiên gặp cái quán cà phê đúng ngày style mình thích. Vô làm ly nè. Chú ơi. Không phải chú. Vậy thì cô ơi. Cái gì? Cũng không phải cô. Vậy thì anh ơi. Sao từ nào không nói vậy đi. Chào em. Em muốn uống cái gì? Dạ, cho em order một đen đá không đường. Và một người. Dạ, sao vậy anh? Ủa, không phải cái chén gì mà một người yêu thương không đá anh gì à? Dạ, không anh. Chén gì? Em uống đen đá không đường thiệt mà. Trời ơi, em ngại dùm anh luôn á. Anh này là coi TikTok quá 180 phút nè. Chồng anh cũng lớn tuổi mà anh cũng đú trend dữ ha. Bé ơi, lấy cà phê em. Hình như anh giỏi một người à, anh chả đem cà phê ra cho mình luôn, kêu mình vô lấy. Dạ anh ơi, cho em tính tiền. Của em là 10 nhá. Ủa, rẻ vậy hả anh? Rẻ? À, ý anh là 10 đô nhá. Trời, ly cà phê mà 10 đô á anh. Hèn gì mà quán anh đông khách vậy. Em hiểu lý do luôn á. Số phận nó đưa đẩy thôi, chứ anh đâu có muốn đâu. Anh nói vậy chắc em tin nha. Giờ mình mới hiểu lý do tại sao cái tòa nhà Vani xịn như vậy mà ít khách luôn á. Tại đâu có chủ nào bình thường đâu. Chắc phải về làm vlog khuyên mấy bạn không nên vô cái tòa nhà này quá. Cái tòa nhà bất ổn thực sự. Ủa, ai kia? Trời ơi, chị bé lúc nãy mới vào luôn đó hả? Chị vẫn chưa chọn được món á. Trời ơi, thiệt sự cái tòa nhà này làm mình trầm cảm quá. Đi về gấp nào mọi người ơi. Nhiều lúc cái số phận nó an bài nha. Chứ ban đầu là mình tính ở khách sạn mình đặt món về ăn cho nó lành luôn á. Tự nhiên đi ăn chi cho bao nhiêu chuyện nó xảy ra vậy nè. Trả chìa khóa xe cho anh xong thì em cũng lên lệ phòng. Trời ơi, hôm nay bất ổn với em quá. Ban đầu tính đi ra ngoài cho gặp được định mệnh. Mà định mệnh đâu không thấy. Toàn thấy định hướng tâm thần thôi mọi người. Mốt đừng ai kêu em quay vlog đi ra ngoài ăn nữa nha. Ủa mà tính ra không có ai kêu luôn á, tự ra luôn á Nhi. Thì cũng tại tôi muốn ra ngoài quay cho nó phong phú, mấy bạn coi vlog cho nó thú vị. Chứ đâu có ngờ là sự diễn nó ra như vậy. À, mọi người còn nhớ cái dép tôi ban đầu video tôi mang ra ngoài khách sạn không? Đây, bây giờ phải thay cái dép khác chứ không lẽ đi dép ngoài đường một trong nhà, đúng không? Còn cái bánh lúc nãy mua thì bây giờ sẽ cất vào tủ lạnh nha. Để tối ăn dần đó. Ừ, tối và sáng mai luôn nha. Chứ tôi là tôi không có rời cái khách sạn này cho hết vlog rồi đó. Cảm giác như là ngoài khách sạn là bão tố á mọi người. Thực ra tôi cũng không phải kiểu người nghiện sạch sẽ gì đâu nha. Mà tự nhiên đi khách sạn cái tắm ngày 70 lần vậy. Mà thật ra trong khách sạn đâu có bụi bẩn gì đâu. Chẳng qua là ân tắm á mọi người. Cái cảm giác tắm xong sạch sẽ cái nhảy ùm lên trên giường. Trời ơi, nó đã gì đâu á mọi người. Phê lắm luôn. Ừ, mà dù tắm sạch sẽ thì cũng phải tẩy trang nha mọi người. Cái mặt nhìn vậy chứ đầy bụi bẩn đó. Mà nhớ là đeo cái bờm lên nha. Cho tóc khỏi ướt đó. Có ai giống tôi không chứ mỗi lần cái đầu thì sạch sẽ nhá. Mà cái mái của tôi trời ơi, nhìn như là kiểu 77-49 năm rồi chưa gội đầu vậy. Nó bết đó mọi người, bết những cái nết của tôi luôn. Mà công nhận cái mỹ phẩm của chị lúc nãy xịn sò dã man. Tẩy trang xong rồi mà nhìn mình vẫn trẻ ra chục tuổi nha. À chục tuổi hơi lố, năm số tuổi rồi đó. À ha, và khoảnh khắc sung sướng nhất sắp tới rồi. Đó chính là thời gian cay phim. Nhưng mà đợi xíu tôi uống ly cà phê đã nha. Tại buồn ngủ quá đó, uống vô cho buồn ngủ hơn. Trời ơi, nhìn ly cà phê mà mình nhớ tới cái ly cà phê hồi nãy ghê á. Cái ly mà 10 đô đó mọi người. Chắc từ nay về nhà mình không dám đi vệ sinh luôn á. Còn thiếu thiếu gì vậy ta? Đúng rồi, còn thiếu bánh đó mọi người. Uống cà phê mà không có cái gì nhâm nhi thì trời thôi bỏ nha. Đêm phim mà ăn một miếng bánh rồi uống một ngụm cà phê. Trời ơi, tưởng đâu buổi sáng luôn á Nhi. Tưởng đâu đi ăn sáng chứ. Cứ vậy đó mọi người, mỗi lần đi du lịch là cứ ăn sung mặc sướng, ăn uống thả ga, ăn no mặc ấm. Ăn cho tới khi nào mà về nhà tăng chục ký thì thôi. Cái xong hối hận rồi giảm cân rồi kiếm tiền rồi lại đi du lịch. Cái vòng luẩn quẩn đó nó cứ đi mãi mọi người ạ. Ừ, ăn no rồi đó, bây giờ nằm xuống suy nghĩ xem là mình sẽ xem phim gì nè. Mà chưa kịp suy nghĩ ra phim gì nơi, cái ngủ mọi người, u là trời. Chắc con bé sáng mai nó dậy nó tiếc lắm. Nhưng mà thôi, sáng mai sẽ làm gì, ăn gì, chơi cái chi thì thôi để trong giấc mơ nó tính đã nha mọi người. Cái gì vậy, cái gì vậy, cháy nhà hả?
Ôi là trời, oh no, cái bộ phim hôm qua chưa kịp coi, sao lại ngủ quên vậy trời ơi. Tức cái mình mẩy ghê, ở nhà ngủ chưa đủ hay sao mà vô khách sạn 5 sao để nghỉ dưỡng mà cũng ngủ nữa. Bây giờ lỡ dậy sớm rồi thì dậy luôn chứ sao giờ. Người ta thường bảo dậy sớm là để thành công đó, mà mình dậy sớm là do cái đồng hồ báo thức của điện thoại nha. Mà mọi người biết người ta dậy sớm là để làm gì không? Người ta dậy sớm là để tập thể dục đó. Đúng bài chưa? Cái bộ này là chuẩn đi tập thể dục luôn ha. Mà đi tập thể dục không lẽ xõa tóc lộn thụm như thế này hả? Bây giờ mình sẽ biến hình đây. Ta-da! Bất ngờ chưa bà già? Trời trời, cái nhan sắc đỉnh cao thiệt chứ. Cột tóc như thế này mà cũng xinh nữa. Nhìn mình khác gì ngôi sao nhạc rock không mọi người? Khác nha Nhi, khác một trời một vật nha. Từ từ, đi tập thể dục không thể nào thiếu món này được. Đó chính là một chiếc headphone. Ủa, làm chi? Hình để vừa đi vừa quậy đó. Là con trai phải xinh. Bên trong tai nghe là nó giật đùng 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 vậy đó, chứ bên ngoài là phải tỏ ra điềm đạm bình tĩnh nha. À, hôm qua còn quên thay dép ở phòng khách sạn chứ hôm nay là không được quên nha. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu nha Nhi. Mà nãy giờ nghe xung quanh im lặng cứ tưởng là mọi người còn ngủ, ai về đi ra hành lang thấy quá trời người dậy luôn. Chắc là mấy bạn cũng đi tập thể dục ha. Mấy bạn đó nhìn Nhi xong nhìn lên quả tóc của Nhi chắc hết hồn, tưởng đâu nhỏ nào mới trốn chạy ra chứ. Và dành cho mọi người một lời khuyên chân thành, đó là khi ở chỗ đông người mà mang tai phone tuyệt đối đừng có hát nhé. Đừng có nghĩ là hát trong hồng không ai nghe nha, đó là sai lầm. Mọi người tưởng âm lượng của mọi người như thế này, nhưng thực ra là như thế này. Hiểu rồi ha, mốt ra đường đừng làm vậy nha. Trời ơi trời, còn tối luôn. Trời, hôm nay có lẽ là ngày dậy sớm nhất trong năm của mình. Rồi thôi, mình sẽ quyết định khởi động nhẹ nhàng bằng cách chạy quanh cái khách sạn một vòng. Mà khách sạn đâu có to như đâu, nó to hơn nhà mình có 10 lần thôi mọi người. Đúng là một cái lựa chọn khôn ngoan. Nhưng mà thực sự là chúng ta sẽ không biết được là chúng ta sẽ có những gì khi mà chúng ta không bắt đầu làm. Nói văn vở ý là không chạy là mình không biết ở đây có hồ bơi đó. Nhỏ Nhi càng ngày càng màu mè nha. Nhưng mà để chạy nốt hết cái vòng này rồi mình quay lại mình tắm ha mọi người. Chứ không lẽ mới chạy được nửa vòng cái đi xuống tắm luôn, bỏ ngang giữa chân. Không nha mọi người, ông cha ta đã dạy làm gì cũng phải làm cho tới cùng. Làm không tới cùng được thì ngày mai làm tiếp. Mà nhìn Nhi nó chạy hăng say vậy thôi, chứ thật ra là nó đi bộ hết nửa tiếng đó mọi người. Đi bộ tới lúc trời sáng luôn. Thường ngày ở nhà buổi sáng thì cũng không phải là không có thời gian, chẳng qua là nó lười á mọi người. Tại đi một mình lười á. Ủa chứ hôm nay đi hai mình hả? Không có thì hôm nay quay vlog ngoài nhỏ trong màn hình ra là còn có mấy bạn đang coi video nữa nè, đúng không? Ok, Nhi đã hoàn thành mục tiêu đi hết một vòng quanh khách sạn rồi nha. Bây giờ là tới chuyên mục bơi hồ bơi thôi. Nhưng mà trước khi xuống hồ bơi thì nhớ khởi động nhẹ nhàng cho khỏi bị chuột rút nha mọi người. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1 2 3 bốc hít thở, hít thở, hít thở. 1 tay đưa cao lên trời. 2 tay dang ngang bờ vai. 3 tay song song trước mặt. 4 buông cả hai tay. Công nhận nhẹ nhàng ghê ha. Tưởng đâu tập dưỡng sinh luôn chứ. Ok, để tạm điện thoại tai nghe với dạy ở đây, mình đi bơi ha. Mình không nghĩ là nên nó cao như thế này đâu, nhưng mà thôi cao lỡ rồi cao luôn ha mọi người. Ý là theo lời ông cha ta đã dạy lấy độc trị độc đó. Thôi hay là không nhảy nữa, hay là nhảy, hay là thôi cứ như này tới sáng mai có Nhi, thôi nhảy đại đi. Không, mình không muốn nhảy đâu. Hơi lố nha Nhi, hơi lố rồi đó. Có ai bắt ép mình phải chạy lên trên cao đó rồi nhảy xuống hả? Ai bắt ép Nhi hả Nhi? Không ấy mình sợ thì mình chơi nhẹ nhàng, mình bơi ở đằng dưới thôi. Hoặc là chơi ở cái cầu trượt đằng kia kìa. Đúng là một ý kiến hay. Lên thử liền trời ơi. Cái này mới sống thật với bản thân của mình nè. Tâm hồn mỏng manh, bé bỏng, dễ tổn thương rồi đó. Từ 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 nha. Hey, cái này vui á, chơi tiếp đi mọi người ơi. Nãy giờ cho thử cái vàng rồi, giờ cho thử cái đỏ nha. Để xem cái này, cái này hơi ngắn nha. Thôi qua cái vàng chơi đi.
again. Mình nhận thấy nha, là dù mình có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, mình vẫn rất thích cầu trượt ấy. Chữ tâm hồn mình không bao giờ lớn được luôn á mọi người. Nhưng mà ngang đó được rồi Nhi, đừng chơi nữa mà người ta đánh giá. Mà coi lên tính ăn sáng đi trời, sáng giờ tập thể dục bơi mấy tiếng đồng hồ rồi không đói hả? Thực ra là đói nha. Từ cái đoạn mà đi hồ bơi lên là bắt đầu bụng nó phản ánh, là nó kêu ruột 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 rồi đó. Bao nhiêu năng lượng tiêu hao vậy mà bảo sao không đói cho được. Nhưng mà bây giờ vô tắm ôm một cái, lát nữa ăn sáng lại sẽ rất ngon nè. Không biết mọi người có nhớ không chứ mình nhớ nha, là hôm qua mình vào trong cái tòa nhà Venny á, mình có mua cái bánh mì dài, tính bụng là sáng nay sẽ ăn sáng bằng cái đó. Bởi vì là trong cái khách sạn nó không có cửa hàng, với cả là xung quanh nó cũng không có nhà hàng nào hết. Nhưng mà tại sao mình lại không nghĩ đến cái cách là điện thoại người ta giao hàng tới nha. Trời ơi Nhi, người ta là khôn 3 năm dạy 1 giờ chứ Nhi là dạy 3 năm dạy luôn giờ còn lại nha. Nhưng mà khoan đã, trước khi đi ăn sáng thì đợi em xíu, chậm lại. Chậm lại một giây để em nhìn lại người giống như em mơ không tồn tại. Ý là đợi em ngâm bồn tắm đó mọi người. Dù vậy, dù quyết định là sẽ đặt đồ ăn nhưng mà em không được lãng phí đồ ăn nhé. Em sẽ ăn luôn cái bánh mì tối hôm qua em mua. Ăn một chiếc bánh mì thì hơi khô đúng không? Em sẽ uống thêm một cốc cà phê nữa. Ta-da! Ok, trước khi đặt hàng thì em đi thay đồ nha. Lát xuống tiền sảnh ăn chứ đâu có được ăn trên phòng. Em sẽ chọn một bộ đồ nhẹ nhàng tình cảm đầm thắm thôi mọi người ha. Chứ cũng không dám lồng lộn quá, người ta chê ô dề đó. Ta-da, nhẹ nhàng cho mọi người. Trời ơi, nhẹ nhàng đầm thắm luôn. Tím Huế mộng mơ rồi đó. Nhưng mà đây là mới thay đồ thôi nha, chưa có làm tóc, chưa có make up gì hết á. Nhưng mà vì cái màu tóc của em nó hơi chọi với bộ đồ hết, nên là em nghĩ là em sẽ đổi tóc giả mọi người ạ. Mọi người xem ha. Ta-da, ngày đi ta-da hơn nhiều nha Nhi. Ok mọi người thấy thế nào? Trời ơi, mình thấy cái đầu tóc này nó hợp với bộ đồ giả mang luôn á. Nhưng mà tất nhiên là chưa thể hoàn thiện bởi vì nó còn thiếu rất là nhiều phụ kiện. Bây giờ Nhi sẽ mang thêm phụ kiện ha. Hôm nay ta-da hơi nhiều thế nên là không ta-da nữa. Nhưng mà mọi người xem, wow, xịn sò chưa, fancy liền. Thiếu một điểm nhấn cuối cùng đó chính là đôi bốt đen. Trời ơi, nhìn vô tưởng idol đó Nhi. Vậy mà ban đầu kêu là ăn mặc nhẹ nhàng ha. Nhi đâu biết gì đâu. Giờ sẽ gọi đặt hàng ha. Ăn gì nhỉ? Ăn pizza ha. Ok, gọi tới pizza nè. Dạ alo, pizza pizzeria xin nghe ạ. Dạ chào anh, cho em đặt một pizza Aloha tới khách sạn 5 sao của khu downtown nha. Cho em xin tên đường chính xác được không chị? Anh ơi, cái khu downtown đó chỉ có duy nhất một cái khách sạn 5 sao thôi à. Mà downtown làm gì có tên đường. À dạ, cho em xin lỗi, tại em là nhân viên mới không biết rõ. Bây giờ em sẽ ship tới cho chị ngay nhá. Dạ, Aloha xa lời nha anh. Ok, cảm ơn anh nhiều, bye bye. Kể cũng lạ ha, cái khu đa sao thì nó cũng lớn đó mà không có tên đường mọi người ạ. May là đợt này mình đặt hàng tới đây, một cái khách sạn 5 sao khá lớn trong khu. Chứ nếu như mà mình đứng ở một cái trạm xe buýt nào đó rồi mình đặt xe, làm sao mà người ta biết trạm xe buýt nào mà tới đón. Ô là trời. Sao đi xuống như này mình ngửi thấy mùi gà rán ở đâu đây thế nhỉ? Tự nhiên thèm gà rán thế. Mà lỡ đặt pizza mất tiêu rồi, hay là kêu thêm một phần nữa nhỉ? Ai gọi pizza đây ạ? Tôi nè. Trời, nhìn xa thấy cái tướng thấp thấp cứ tưởng là em nên là mới xưng tôi chứ. Nhìn gần là hơi lớn nha. Thôi để thưa anh nè. Pizza của chị đây. À dạ, mà anh ơi, quán anh có bán gà rán không ạ? Bình thường mấy quán pizza nó có gà rán nên là mình mới hỏi vậy đó nha. Không ạ. Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai luôn á trời. Dạ, vậy thôi em cảm ơn. Tiền của bánh thì em chuyển qua Momo cho quán rồi nha anh. Vâng, vậy em để bánh ở đây nhá. Pizza hơi giòn nha. Một cái pizza thì cũng được rồi đó. Nhưng mình sáng nay hoạt động hơi nhiều, vẫn còn đói lắm. Để điện qua chỗ gà rán nè. Alo ạ, tiệm gà Corano xin nghe. Dạ chào anh, cho em order một phần gà rán đến khách sạn 5 sao ở khu downtown nha. Dạ chị vui lòng đợi em một xíu, để em check lại ở trong bếp coi còn hàng không ha. Chú ơi, một phần gà rán còn không chú? Gà rán thì tạm hết nha. Gà chiến với gà xì dâu thì con hỉ. Dạ chị ơi, bên em còn. À dạ dạ, em cũng nghe rồi anh. Dạ, về cho em một phần gà xì dầu cũng được. Dạ vâng, em sẽ ship hàng tới cho chị ngay nha.
Nói gì chứ mình luôn luôn tự thấy mình là một khách hàng siêu dễ tính nha. Mình không có quá khó tính khi mà đi ăn đi uống ở bên ngoài đâu mọi người. Ủa sao giống dáng anh shipper vậy? Ủa nhanh vậy hả? Ai gọi cà xì dầu đây ạ? Dạ em anh ơi. Dạ một phần cà xì dầu của chị đây ạ. Anh ơi kêu chị gì ạ? Nhìn mặt em trẻ măng như thế này, em còn nhỏ tuổi lắm anh ơi. Vậy của em đây nhá. Dạ em cảm ơn. Còn tiền thì em thanh toán qua app rồi nha anh. Ok chào em nhá. Nó sương sương rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi vòng lui sau cái khu khách sạn để mà ngồi uống cà phê. Tại vì hồi sáng mình chạy bộ thì mình đã phát hiện ra một cái khu cà phê nhỏ ở sau đó. Ok get go. Giờ mới để ý trời vừa sang thu rồi ha. Cỏ cây hoa lá gì cũng vàng ươm hết á. Trời mùa này mà uống một ống trà thì nhất nhở. Nhưng mà ở khách sạn không có trà nên là thôi uống tạm cà phê cũng được. Nhìn quanh không có nhiều người nhưng mà lại thấy hai bạn giống như là chị em sinh đôi đang đứng nói chuyện với nhau. Nhưng mà nói bằng cái tiếng gì đó hình như là người nước ngoài. Nên là bằng một cái sức mạnh nào đó đẩy đưa thì mình đã quyết định sẽ tới nói chuyện với hai bạn đó. Nhưng mà xin lỗi mọi người, với vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình thì mình chỉ có thể nói mấy câu đơn giản, ví dụ như là Hi, xin chào bạn, what are you doing? Bạn đang làm gì đó? Thì bạn hỏi mình là Do you speak Arabic? Bạn có biết nói tiếng Ả Rập không? Và tất nhiên là mình không biết rồi mọi người. Sau đó cái bạn bên cạnh có trả lời mình là catching paper, tức là bạn ý bạn chắc là đang đi bắt lá phong á. Nhưng mà vì mình cũng không biết nói gì hơn nữa nên là thôi mình cắt ngay cái cuộc hội thoại ở đây luôn. Have a nice day, chúc bạn có một ngày tốt lành. Ok rồi tạm biệt đi luôn. Vậy lúc mình nghi ngờ lắm nha, mang tiếng hướng nội mà tự nhiên đi bắt chuyện với người ta, xong cái tự nhiên cái tính hướng nội nó trỗi lên là kết thúc cuộc hội thoại luôn đó. Tuyệt vời quá Nhi. Thôi bây giờ cũng sắp tới giờ trả phòng rồi nên là mình trở về phòng mà dọn dẹp để mà trả phòng luôn ha. Thì không biết mọi người có nhớ không, từ đầu video, từ đầu cái vlog á là mình cũng không mang gì nhiều hết. Mình chỉ mang có một cái ba lô tiếng thôi nên là mình dọn đồ cũng rất là nhanh. Nên là sau đó thì chỉ cần cất cái ba lô tiếng xuống là mình xong rồi đó. Bây giờ sẽ xuống gặp Lễ Tân để trả phòng ha. Ok, và phần 4 của vlog 5 cũng sắp sửa kết thúc rồi. Cái thời gian mà mình làm vlog 5 này cũng khá là dài mọi người ha. Đi cùng với mọi người 4 phần thì nó cũng đã trải qua hơn 2 tháng nhờ. Đó là một thời gian khá dài và mình cũng đã dần rất là quen thuộc với cái khách sạn này rồi. Nhưng mà tới đây cũng phải nói lời tạm biệt thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong cái vlog đợt này. Và chắc chắn là trong tương lai mình cũng sẽ cố gắng làm thêm nhiều vlog cho mọi người xem nữa. Hãy đồng hành với mình cho tới lúc đó nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mai Nhi xàm xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara.